Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh, chuyên về loa điều khiển từ xa, loa bơi chim. Như hôm trước tôi đã giới thiệu với các bác có hai cái mẫu loa mới ra, thì AT101 và AT100. Thì hôm trước tôi đã giới thiệu chi tiết với các bác cái bộ loa AT100 rồi. Hôm nay xin giới thiệu với các bác chi tiết cái bộ loa AT101. Đây nhá. Đây là cái bao bì của nó, các bác nhìn qua đây các bác sẽ thấy được tên của nó, mã số là AT101, với dung lượng pin là 4000 mAh. Thế còn cái này là 2000 này nó biểu thị cho là sóng điều khiển từ xa 2000 đấy, nhưng thực ra này là cái nhà sản xuất in láo nhé các bác nhé, in láo nói phép thôi, không bao giờ được 2000 đâu, chỉ có 150-200m hoặc là 300m thôi nhé, cho tùy từng bộ đấy. Thì shop bán hàng trên video thực tế, các bác cần mua hàng thì vui lòng truy cập vào video để xem những sản phẩm mình mua như thế nào. Thì đây là sản phẩm có như nào, là shop giới thiệu với các bác như vậy, người thật việc thật nhá. Các bác mua hàng thì liên hệ với lại số điện thoại của shop, cho thông tin họ tên địa chỉ số điện thoại liên lạc, shop sẽ ship hàng COD về tới nhà cho các bác. Có nghĩa là COD ở đây là các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền, không phải đặt cọc trước đâu hết nha các bác, lưu ý kỹ. Đã nhận hàng đúng mặt hàng như là giới thiệu thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Cái này là chọn bộ phận, chọn phụ kiện và những cái bộ phận của ma AT100. Đây là trong bên trong phần kết cấu nội thất của nó. Các bác chơi rồi thì các bác cũng thấy là nó rất giống là Q93. Các bác lưu ý nhé, ở dưới này là có cái túi vải để hỗ trợ đeo nằm ở dưới này. Các bác lấy hết ra, lấy cái túi ra được nhé. Đây, tôi sẽ bỏ phụ kiện của nó ra. Sạc này, tay điều khiển này. Thì giới thiệu vào cái loa này thì cái loa này nó có như nào, nó phải truyền đạt lại cho thông tin cho các bác để các bác nắm được cái loa này là như thế này, bản chất của loa này là sao. Thế thì đây tôi nói cho các bác nắm được rõ nhá. Cái loa này là loa AT101. Nó là cái phiên bản mới, phiên bản cải tiến của cái loa Dali Q93. Nói chung là nó là cải tiến của loa Q93. Các bác chơi loa Q93 rồi cũng thấy là nó giống đặc với lại Q93. Thì bây giờ cách dùng loa Q93 như nào ấy, thì cách dùng cái loa này như vậy. Có thêm cái tem mác cho các bác này. Đấy. Thì nó giống đặc luôn, từ cả hình thức, số đo, kích cỡ, cách dùng, các nút bấm. Nó cũng tương tự như là AT100 thì nó giống Q92. Còn AT101 thì sẽ giống Q93 các bác nhé. Đấy. Cái phụ kiện này đi theo ấy, thì các bác chơi mà loa Q93 thì các bác đã thấy rất là nhiều ưu điểm của cái dòng loa Q93. Đó là âm thanh thì ấm, trong, chuẩn, tốt nhá. Tốt ở đây thì tôi đã nói là nó không bằng Q92 được, nhưng mà nó vẫn là dạng tốt. Nhưng một số đơn vị khác thì lại nói là Q93 lại hơn hẳn Q92 thì hoàn toàn khác nhá. Đấy, không có đúng sự thật đâu. Q92 âm thanh nó vẫn là tốt hơn. Thế giờ đây ra cái loa AT100 thì nó tốt hơn Q92 nữa. Thì tương đương cái này là nó là tương tự như Q93. Âm thanh nó cũng rất là tốt, nhưng mà nó có điểm ưu điểm của nó ấy, là nó dùng cái nguồn điện cung cấp cho cái loa này chỉ là 3,7V thôi các bác nhé. 3,7V. Và nó sẽ nhận cái nguồn sạc là 5V. 5V thì có nghĩa là sẽ chung với cục sạc điện thoại. Đấy, cả cái tay điều khiển này nữa cũng dùng nguồn điện sạc là 5V thôi. Thì đối với cái loa này, đối với cái loa AT100 này thì là phụ kiện đi theo chỉ có một cục sạc và hai dây cáp này sẽ sạc chung cho cả loa và cả tay điều khiển, và đồng thời cả loa và cả tay điều khiển này đều nhận được cái nguồn sạc giống như nguồn sạc của điện thoại các bác nhé, giống như nguồn sạc 5V của điện thoại. Đây này, các bác có thể sạc bằng cái cục sạc 5V của điện thoại trực tiếp này, Samsung, iPhone, Apple có chân USB là các bác cắm vào đây là các bác sẽ sạc được luôn, rất là tiện dụng nhé. Hoặc là các bác dùng thẳng cái pin sạc dự phòng của điện thoại như này là các bác cũng dùng được luôn nhé. Đấy là cái loa nó có cải tiến hay ở đấy. Đấy, cắm sạc lên đèn đỏ này các bác này nhé. Thế còn cái loa này về chức năng, về cách dùng, từ các nút bấm đến ghi âm thì nó cũng giống
hoàn toàn như loa Q93, hoàn toàn như loa Q93, và nó cũng giống như là cái loa trước tôi giới thiệu thôi, là nó cải tiến hơn Q93 ở cái chỗ là tăng cái dung lượng pin. Q93 có một quả pin thì AT101 này có tới hai quả pin. Dung lượng của Q93 là 2000 mAh thì dung lượng của 101 này là tới 4000 mAh. Đối với cái loa này nhé, đối với cái loa này thì shop cũng đã thử rồi trên thực tế rồi nha các bác nhé. Mẫu loa này là mẫu loa đời mới nhất, có cải tiến là cái đèn sạc này, nó có báo màu xanh khi pin đã được sạc đầy. Đối với loa này ấy, thì khi mà các bác đã sạc đầy pin lên, các bác cho dùng hoạt động liên tục và liên tục ở cái mức độ âm lượng là 80% thì nó sẽ đạt được khoảng là gần 20 tiếng đồng hồ các bác nhé, gần 20 tiếng đồng hồ. Đấy, nói chung nó khoảng 20 tiếng đồng hồ, chắc chắn là các bác là sẽ được 20 tiếng đồng hồ. Còn loa Q93 chỉ được 10 tiếng thôi, hơn 10 tiếng, 12 tiếng đấy. Nhưng mà cái loa này đặc biệt là nó sẽ bền pin mức độ như vậy. Đấy. Và còn các bác xem video này, tôi sẽ công bố cho các bác cái giá thành luôn để các bác tiện theo dõi, tiện mua hàng đặt hàng nhé. Cái giá thành của cái loa này thì sẽ là 700.000, nó nhích hơn Q93 50.000, Q93 là 650, thì cái này là 700.000. Và các bác lưu ý là 700.000 này là cái giá loa là chỉ có bao tiền phí gửi cho các bác về tới nhà thôi, chứ chưa có hỗ trợ cho các bác thẻ nhớ đâu. Các bác lưu ý kỹ cho tôi nhé, là chưa hỗ trợ thẻ nhớ nhé. Cái loa này thì nó sẽ dùng chung với pin sạc dự phòng của điện thoại rồi, thì các bác không cần phải mua thêm pin sạc của phiếu dự phòng ở phía ngoài của nó nữa, mà sẽ dùng chung với pin của điện thoại. Cái này các bác mua các bác chỉ cần thêm thẻ nhớ, thì các bác lấy thêm thẻ nhớ thì vẫn là thêm 100.000 cho chiếc thẻ 4G. Và các bác lưu ý kỹ với tôi là giá nó là 700.000 bao ship, chưa có hỗ trợ thẻ. Đây, các bác lưu ý kỹ nhá. Thế còn mọi chức năng ghi âm, tua bài, tới tua bài lôi nick bài thì hoàn toàn giống như Q93. Đây, âm thanh, chất lượng âm thanh thì nó lại cải tiến và mềm mại, nó còn hay hơn, chắc chắn hơn là Q93 nữa rồi các bác nhé. Đấy, tiền nào của đấy thôi. Tay điều khiển thì vẫn chung sóng nha các bác nhé. Chất lượng âm thanh rất là tốt các bác nhé. Là tôi tập trung nói thêm một cái điểm này cho các bác nắm được này. Cái loa AT101 này nó sẽ giống như Q93 và âm lượng của nó cũng sẽ nhỏ hơn là Q92, nhỏ hơn là AT100 các bác nhé. Âm lượng sẽ nhỏ hơn, nhưng mà các bạn đánh đánh cu gáy này, đánh cút là phù hợp đủ dùng rồi nhé. Nhưng mà cái này nó hay ở cái chỗ ấy, là nó nhỏ, nó gọn, nó nhẹ nhàng cho các bác dễ đem đi và dễ vận chuyển nhé, trong lòng bàn tay thôi, rất là nhẹ, nó nặng có 5 lạng thì các bác nhé, nhẹ, nhỏ này, gọn gàng này. Và điểm quan trọng nhất ấy là cái pin nó cực là bền, bền tới 20 tiếng đồng hồ hoạt động liên tục. Và cái nguồn sạc của nó thì nguồn sạc 5V, nguồn sạc rất là phổ thông, chung với nguồn sạc điện thoại. Thế là các bác nắm được những điểm cơ bản như vậy để các bác biết được cái bản chất của con loa này như thế nào nhé. Đấy, nó là pin 5V, sạc phổ thông rất là dễ, âm thanh thì trong chuẩn, nhưng mà các bác phải xác nhận ngay là âm lượng nó sẽ nhỏ hơn Q92, nhỏ hơn AT100. Đối với dòng loa này thì phù hợp cho các bác đánh cu gáy, đánh cút, đánh khuyên, đánh chòe, chào mào, chích chòe. Thế còn các bác mà đánh bìm bìm thì tôi cũng tư vấn luôn các bác là không phù hợp với đánh bìm bìm. Bìm bìm thì các bác nên mua loa Q92 hoặc là AT100 thì sẽ phù hợp hơn với đánh bìm bìm nhé. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi, hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Các bác nào còn mới xem được kênh YouTube của shop, chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm nút đăng ký kênh, thì thời gian tới sẽ có nhiều những video giới thiệu sản phẩm mới tới các bác nhé. Rồi, mọi thông tin liên lạc xin các bác vui lòng liên hệ với lại các đầu số của shop nhé. Xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau.